bạn xem group nâng chấm điểm số của mai bóng phố sa chỉ thay mà đồng tiền bạn được nâng thế này khi mà xem chun phần miễn tiện tận tận nâng đường ra sừng cung silver plus na đại sản phẩm bạc chấm nôn pram bằng hai pi kết sáp này bảy lòng bạn đi cứ chấm nong chương clay nisna đại sản phẩm bạc đại bằng hai nhầm pi kết sáp bảy lòng campuchia trở ban đặt bằng hai nhầm nong cam vịt thi pratica sapalasatho បាទនៅថ្ងៃទី9ខែកញ្ញាឆ្នាំ2016នេះបាទសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកិច្ចការការពារបរិស្ថាននិងព្រៃឈើចាត់ទុកព្រៃឡង់ជាកន្លែងដែលបានផ្ដល់ជាជំរកនិងសេចក្តីស្រឡាញ់សម្រាប់មនុស្សសត្វនិងរុក្ខជាតិនានាបាទដោយមើលឃើញពីអត្ថប្រយោជន៍ព្រៃឡង់បាទសង្គមស៊ីវិលបានផលិតស្នាដៃសិល្បៈចំនួន5ដើម្បីបង្ហាញពីកិច្ចការដ៏យូរអង្វែងរបស់ព្រៃឡង់កម្ពុជាបាទស្នាដៃសិល្បៈចំនួន5ដែលផលិតបានរួម
mai dù vậy với miền trầm non trường tha chỉ con bạn ở trên đường đại lộ Michi Kiss bạn Michi Kiss ở tiếng ru cùng nu nơi dây pi lộc ta Prey Long bạn cứu đời sợi dây mai mình nhé luôn nơi Prote Alamon bạn đặt sai kịp dồn khơi đại miền trầm non trường tha Prey trong cày phát đời phát cam Kid Media bạn nâng Snadai Ti Pram Mahasrob Prey Chơi Campuchia bà sna đại sản lập bà tàng pram bằng hành pi kết sạp này Prey Long Campuchia ní trở bàn bằng hành lang nực nông cam vị thi prát kà và bà thò nằm bay sắp sai ẩm pi Prey Long bà đại bà rốc thua lang nơi mà chèm ẩn đôi và bà thò prát tê bà răng nực ngay tì bàm buôn khai kỳ nhà chân nam pi bò nập bà mùi ní bà hãy đòi mơ khơi nhìn pi ạ tháp rời dò rò bò Prey Long sẵn cung si vớt bàn phà lạc sna đại sản lập bà chùm nôn pram nằm bay bằng hai nhóm pi kết sắp đo dư ổng vay nhờ bò Prey Long Campuchia và bà thiên thay dư vẹt chân nâng ở Prey Chơ rồi bò cùng rôn công trô Prey Chơ nây chi vẹp chùm rô bạc rồi bò ông ca rạ bạc ông ca rạ ông ta rạ chiết bạc hay lục sất lý khiến mà này đơn thang sinh đại sẽ lập bạc tàng pram bà trở bàn phá lật nơi đám chân nằm pi bòn đọc rầm muối kram chùm nối ổng thông pi cùng rôn Prey Chơ nâng tì phần nhạc nghe xa hà rõt ai mở đây xâm rạp ca áp vọt ông ta rạ chiết bà nâng anu vọt đòi ông ca rinh rã ông trả chiếc nít tòa tại mặt đầu bật bằng thay bình đi lúc tha cô bầm nông xâm khăn phần lập xa đây sẽ là bà tiền pram đại bằng hai em phí phây lòng ní lang nằm bay lưu cầm bua ca dô đăng đòi bà chiếc bà rõt mai ở score phí xâm rõ nâng đầm lây bằng mẹ bà bằng ai cắt thay bàn ở rô bọc phây lòng bà đại chiếc phây trong cơ rô bọc Campuchia dương lưu tại Prey Long tại ọt đại đăng tha xâm rõ Prey Long dạng mạch tế bạc miên ở vầy khá hai bà chí chôn ở rô nơi dạng mạch bạc bà hai chi mình sơ miên bà chí chôn cháu ăn phẩm mạng tế ảnh chăng tớp ở dương bằng cao sản đại sản lập bạc ở tàng pram ní đầm bay áo prùm bạc tình tâm là khả niên ní nè đắc nôm sai phiếp dôn đọc lây đại miên trầm nông chương tha Prey Chông Kroi phiếp phí bạc lục ở phi chất rập thịa bạc đại lực lăng đại tha trong ca bằng hai thịp dân khơi ní lúc trong rộng lực hà phần lạc đất có nâng dụ vị chôn đai sẵn lạnh rây ai chạp ram phần lạc đầm bay sắp xay phì mô rộng đọc này Prey Long ní bắt xung lực tạc chết áo dụ vị chôn phì xếch nha đai miên sạch ế rương rư có chậm nạp ở rộng gọt áo cho nôm khía phần lạc nâng chạy chạy thẳng ọc nha phì ở thông thiên thông một chiếc đai dương miên nơi Prey bạc nơi đầm bom Prey Long bà thầy chỉ nè cho rùm mưu ca bằng hai nè xin đại tiền pram ní thì sắp nơi vì chiếc tham thì sao bà rực tê cả nhà chuyên cho rằng này dù thá xin đại tiền ní miên sở rã xâm khăn ná mình trâm tay bằng hai nè xin đại nè bộ lê Prey Long phần mà nửa tí bà vì có ai lưu tập chất nâng lưu cầm bố xmá rời bà chi bà rốt ở dưới chất tập đạ rùm khí thay ra xa Prey Long bà cầm rõ ná đại miên nè tập đo Prey Long ảnh chăng nửa bê đại xa thiệp nhuân tôi sợ là bạn bạn đi thua ở khi mình ở rộng rộng hợp đôi màn từ đó thì lúc đó và nó mình tập chất sở lãnh Prey Chơ nụ tay mà đồng bác Prey Long trở bàn ra xa tục thá chỉ Prey thông trong cây mình tổng hôn bây bọn và mươi rồi cái lô mạch cả là mình prom pro tô chọc nâng khai trầm nguồn buôn khi khai cầm phong thông cực chết tương trái nâng khai phê về hiệp bác cao phí chân nam phí bọt ở pram tiếp nhạc nghiêng hạ ca Amerik xâm rạp ca áp dụng ổn trả chiếc và ca thá
prey long robot Campuchia miền chỉ vẹt chấm rô đó sầm khăn bom phớt mũi khung chấm nam nằm bon miền chấm rô ba miền chỉ vẹt chấm rô sầm khăn tiếng đáp nở lơ bị phục lô đại miền propet sát nâng rô của chiết cầm phong tại đồ nơi bụi bon propet ba sừng cung si vớ ba na ăn tha pu kê krong nằm sắp say ở ta mình đang sừng cung Facebook prom tiếng chai chai tờ ông ca cai rót thập ba ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនានាដើម្បីផ្សព្វផ្សាយពីស្នាដៃទាំងនេះឲ្យបានទូលំទូលាយបន្ថែមទៀតបាទទាំងអស់នេះគឺជារឿងរ៉ាវដែលជាស្នាដៃរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលគេបានផលិតនៅស្នាដៃ5យ៉ាងបាទដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងបានយល់ដឹងអំពីសម្រស់ធម្មជាតិនៃព្រៃឡង់ផងដែរ បាទនេះគឺជាព្រៃចុងក្រោយគេបង្ហោះហើយដែលនៅសល់តែព្រៃឡង់ទេបាទអញ្ចឹងយើងចូលរួមស្គាល់ទាំងអស់គ្នានិងចូលរួមថែរក្សានៅស្រឡាញ់ធម្មជាតិទាំងអស់គ្នាបាទដើម្បីឲ្យយើងមានស្នាមញញឹមនិងព្រៃឈើកុំឲ្យបាត់បង់ព្រៃឈើនៅសល់តែវាលបាទអញ្ចឹងហើយយើងពិតជាសោកស្ដាយមែនទែនរឿងរ៉ាវមួយនេះយើងខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះឥឡូវយើងងាកមកមើលជាមួយនឹងបាទមកមើលជាមួយនឹងអង្គការសហប្រជាជាតិវិញម្ដង បាទអង្គការសហប្រជាជាតិមានការព្រួយបារម្ភពីការចាប់ខ្លួនខាងគណៈបកប្រឆាំងនៅកម្ពុជាបាទនេះគឺជាលោកបានគីមូនបាទបានគីមូនបានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតនៃអង្គប្រជុំមនុស្សធម៌ពិភពលោកដែលគាត់បានមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងបាទអំពីកម្ពុជាផងដែរខាងគណៈបកប្រឆាំងប្រជុំនឹងការចាប់ខ្លួននានា បាទហើយមន្ត្រីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចលើកឡើងថាស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាមិនមានបញ្ហាអីគួរឲ្យព្រួយបារម្ភនោះទេហើយការលើកឡើងដូច្នេះគឺជាការឆ្លើយតបទៅនឹងអគ្គលេខាធិការបាទអង្គការសហប្រជាជាតិលោកបានគីមូនបាទដែលបានសម្ដែងការបារម្ភពីស្ថានភាពនយោបាយកំពុងតែតានតឹងរវាងបកកណ្ដាលអំណាចនិងបកប្រឆាំងនៅកម្ពុជាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះ បាទអស់ពីមន្ត្រីជំនាញការពារសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិដែលការពីពេលថ្មីៗនេះបានរិះគន់ទៅលើការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនោះឥឡូវនេះប្រមុខអង្គការសហប្រជាជាតិក៏កំពុងតែបារម្ភពីស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាទៀតដែរបាទបើទោះបីជាមានការព្រួយបារម្ភរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិបែបណាក្តីសម្រាប់បកកណ្ដាលអំណាចហាក់ពុំសូវយកចិត្តទុកដាក់ឡើយបាទ តំណាងរាស្ត្រនិងអ្នកនាំពាក្យខាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានមានប្រសាសន៍ថាស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នគ្មានអ្វីដែលគួរឲ្យបារម្ភនោះទេទុយទៅវិញលោកថារដ្ឋាភិបាលកំពុងខិតខំដើរឲ្យត្រឹមត្រូវតាមគន្លងប្រជាធិបតេយ្យនិងពង្រឹងនីតិវិធីរដ្ឋបាទដែលលោកថាគោលការណ៍ទាំងអស់នេះគឺជាស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស បាទលោកសុយសានថាអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងចំពោះមន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងមន្ត្រីបកប្រឆាំងបច្ចុប្បន្នមិនមែនជាទំនាស់រវាងបកកណ្ដាលអំណាចនិងបកប្រឆាំងនោះទេតែវាគឺជារឿងរ៉ាវរបស់បុគ្គលដែលត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់រឿងនេះមិនមែនគណៈបកនិងគណៈបកប្រកួតប្រជែងគ្នានោះទេតែជារឿងបុគ្គលអាដាមកឹមសុខាអញ្ចឹងទេខ្ញុំយល់ថាការប្រឆាំងចំណាត់ការរបស់តឡាការក៏ដូចជាសមាជិកចំពោះករណីលោក បាទលោកអៃដាមកឹមសុខាមិនមែនជាការប្រទះប្រទើសគ្នាខ្លាំងនោះទេបាទរសារព័ត៌មាន Reuters បាទកាលពីថ្ងៃទី 29 ខែឧសភាបានផ្សព្វផ្សាយដោយស្រង់សម្ដីអ្នកនាំពាក្យអង្គការសហប្រជាជាតិបាទបានលើកឡើងថាអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកបានគីមូនកំពុងតែព្រួយបារម្ភពីស្ថានភាពនយោបាយតានតឹងរវាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ បាទពិសេសគឺបារម្ភពីការចាប់ខ្លួននិងការពនប៉ងចាប់ខ្លួនអំពីមន្ត្រីបកប្រឆាំងតែម្ដងបាទប្រមុខអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលឲ្យបកនយោបាយទាំងពីរវិលទៅរកការសន្និធិប្រកបដោយប្រជាធិបតេយ្យបាទក៏គ្មានការគម្រាមកំហែងដើម្បីធ្វើឲ្យមានស្ថិរភាពនយោបាយនិងសុខសន្តិភាពក្នុងសង្គម បាទហើយខាងគណៈបកប្រឆាំងកាលពីថ្ងៃទី4ខែឧសភាបានផ្ញើលិខិតទៅកាន់អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកបានគីមូនសូមអន្តរាគមន៍ឲ្យលោកជំរុញឲ្យប្រទេសហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសក៏ប្រជុំជាបន្តដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានៅកម្ពុជាពិសេសគឺការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងការធ្វើទុកបុកម្នេញរបស់បកកណ្ដាលអំណាចមកលើបកប្រឆាំង បាទមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់បកប្រឆាំងលោកស៊ុនឆៃបានថ្លែងនៅថ្ងៃទី30ខែឧសភាថាពេលនេះមន្ត្រីបកប្រឆាំងកំពុងធ្វើការជំរុញដើម្បីឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិជួយអំពីបញ្ហានេះបាទកាលពីថ្ងៃទី 12 ឧសភាមន្ត្រីជំនាញផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៃឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិ
tổ tu mình tục sự mình nuôi cọp man chấm rồi nhau rồi tháp ba Campuchia mình chop ca thuộc ba từ lơ mình tray sừng cung sì vơi nòng bạc trắng đại phu kế ban từ tu ở giữa tháp ban bẹp pon mình chop nơi ca chào bạc can nâng ca co hai ở xã xua nâng đầm na từ la ca từ lơ mình tray ca pia sự mình nuôi ba tiếng anh này cứ chỉ riêng ra rồi bỏ ông can sát phía chiết đại kế ban sna ở bạn sẽ nói về cam bị chia bằng chụp chia bằng toan thì cả chập luôn càng cả nạp tập ra trang bạn hãy quạt comment cả rồi bảo rom phong này chấm buộc cả chập luôn dừng khơi hái bây giờ bọn đi càng cả nạp tập ra trang chỉ chân rút ở bàn chập luôn và sự cam chân chỉ chân rút bàn chập luôn hai ba được cầm sọc ha có tờ bàn tờ lá ca sầm ra đã pon thì này kia chấm sầm ra bảo giá p pram khai nâng pin này chỉ prạ chấm luôn ở bài sầm mơn riết bạn tờ lơ cả này rừng ra sna ha bạn rừng ra sợi chỉ môi nâng sợi mông bạn này cứ chỉ riêng mui hay cái chào bạc can bị bọn mình châu khuôn đầm bay xạ xua bà tới tờ la ca chỉ cho ăn lược bàn chia cái sầm rách đã tố bài này bạn chẳng riêng ra mui ní dương khi nhóm cả số mình chọc trong này phong này bảo con trang sầm rạp ca tạm đang rồi bỏ lúc nét tăng bị đám rồi hồi mà đó tìm chọc bà xong chui cho subscribe đầm bay từ tố bàn phần miền thamay chia bàn tỏ.